mục giáo hạt Thanh Oai trao đổi công tác mục vụ Tổng giáo phận Hà Nội. Giáo sư Phú Bình, Tịnh tâm mùa chay 2020, Tổng giáo phận Sài Gòn. Mừng lễ Thánh Giuse, quan thầy tại giáo xứ Tiên Hào, Tổng giáo phận Hà Nội. Thánh lễ trọng thể kính Thánh Giuse tại nhà thờ chính tòa giáo phận Hải Phòng. Linh mục giáo hạt Thanh Oai trao đổi công tác mục vụ Tổng giáo phận Hà Nội. Thứ Ba, ngày 17 tháng 3 năm 2020 vừa qua, các linh mục đang làm mục vụ tại giáo hạt Thanh Oai đã quy tụ về giáo xứ Canh Hoạch để gặp gỡ và trao đổi công tác mục vụ trong giáo hạt. Vào lúc 8:30 sáng, cha quản hạt Bruno Nguyễn Văn San khai mạc ngày họp mặt với lời nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần và triển khai bản thảo một số công việc trong giáo hạt. Lần gặp mặt này với tâm tình cầu nguyện cho thế giới được bình an trong cảnh đại dịch COVID-19, đồng thời cầu nguyện cách đặc biệt cho Đức Tổng Giám mục Giuse và quý cha nhận Thánh Giuse làm quan thầy. Buổi gặp gỡ trao đổi công tác mục vụ được khép lại với phần tổng kết của cha quản hạt và thông báo một vài chương trình trong thời gian sắp tới. Tất cả tâm tình, công việc mục vụ hiện tại và tương lai, quý cha dâng lên Chúa Giêsu Thánh Thể trong giờ chầu mình thánh và sốt sắng lãnh nhận bí tích hòa giải. Giáo sứ Phú Bình, Tĩnh tâm mùa chay 2020, Tổng giáo phận Sài Gòn. Ma quỷ là kẻ gieo vào lòng con người sự nghi ngờ về tình thương của Thiên Chúa. Đó là lời nhắn nhủ đầu tiên của linh mục Mikae Phạm Gia Lâm, dòng Chúa Cứu Thế, khi chia sẻ với cộng đoàn giáo sứ Phú Bình trong 3 buổi tĩnh tâm mùa chay 2020 được diễn ra vào lúc 18 giờ từ ngày 12 tới ngày 14 tháng 3 năm 2020 vừa qua tại Thánh đường giáo sứ Phú Bình. Mở đầu các buổi tĩnh tâm là thánh lễ. Trong thánh lễ của ngày tĩnh tâm đầu tiên, linh mục giảng phòng đã mời gọi cộng đoàn cùng cầu nguyện cho thế giới vượt qua đại dịch COVID-19 và xin Chúa thương xót, chữa lành cho những người bị nhiễm bệnh. Trong bài chia sẻ tĩnh tâm, linh mục giảng phòng đã chia sẻ tin mừng, nói về sự kiện Chúa Giêsu chịu cám dỗ trong hoang địa. Qua đó, Ngài nhắc nhở cộng đoàn ý thức về thân phận mỏng manh, yếu đuối của chính mình. Thân phận mà chính Chúa Giêsu cũng đã trải qua. Đó là cái đói thể lý trong mối tương quan với chính mình, cái đói tình cảm, tâm lý trong mối tương quan với người khác, cái đói tâm hồn trong mối tương quan với Thiên Chúa. Chỉ có hối cải, ăn năn, sám hối mới giúp chúng ta thấy được tình yêu thương của Thiên Chúa và trở về với Ngài. Qua những bài chia sẻ trong 3 buổi tĩnh tâm mùa chay 2020 vừa qua, cộng đoàn giáo xứ Phú Bình có thể sống chứng tá tin mừng của Chúa trong cuộc sống hàng ngày. Thánh lễ Thánh Giuse, quan thầy tại giáo xứ Tiên Hào, Tổng giáo phận Hà Nội. Vào lúc 10 giờ sáng thứ Hai, ngày 16 tháng 3 năm 2020 vừa qua, giáo xứ Tiên Hào đã hân hoan mừng lễ Thánh Giuse, quan thầy giáo xứ. Đây là lần đầu tiên giáo xứ được mừng kính thánh bảo trợ trên cương vị là giáo xứ. Thánh lễ mừng kính thánh Giuse đã được cử hành trọng thể với sự chủ tế của cha Giuse Hoàng Kim Cương. Đồng tế với ngài có cha chính xứ Francisco Nguyễn Văn Xuân, cha bản hương Giuse Vũ Ngọc Ruẫn, cha bản hương Francisco Vũ Văn Hùng và cha khách Anton. Thánh lễ cũng có sự hiện diện của quý nam nữ tu sĩ, quý khách xa gần và toàn thể cộng đoàn giáo xứ Tiên Hào. Trong phần chia sẻ lời Chúa, cha khách Anton hướng cộng đoàn tới những nhân đức của Thánh Giuse qua bài tin mừng. Khi thánh nhân bỏ qua định kiến xã hội, âm thầm đón nhận Đức Maria và Chúa Giêsu về và hằng yêu thương chăm sóc hàng ngày. Qua đó, cha Anton cũng mời gọi mỗi bậc sống trong gia đình, đặc biệt là các ông, các anh biết noi gương Thánh Giuse, biết vun đắp cho đời sống gia đình, yêu thương và tha thứ cho nhau để gia đình ngày một trở nên an bình, hạnh phúc như gia đình thánh gia. Giáo xứ Tiên Hào nhận Thánh Giuse làm bổn mạng từ những ngày đầu đón nhận đức tin vào năm 1729. Trải qua hàng trăm năm với biết bao thăng trầm, cộng đoàn giáo xứ vẫn luôn chạy đến cùng Thánh Giuse trong mọi hoàn cảnh. Nhờ ơn thánh nhân nguyện giúp cầu thay, ngày 1 tháng 6 năm 2019 vừa qua, giáo xứ Tiên Hào chính thức được thành lập từ cái nôi giáo họ Tiên Hào. Mừng lễ quan thầy trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Nguyện xin Thánh Giuse cầu bầu cùng Chúa thương giữ gìn mọi thành phần trong giáo xứ, giáo phận và giáo hội được bình an. Cho những bệnh nhân trên toàn thế giới được Thánh Giuse che chở và nâng đỡ qua cơn bạo bệnh.
cùng xin Thánh Quan Thầy nguyện cầu cùng Chúa ban cho giáo xứ ngày một thăng tiến và vững mạnh hơn. Thánh lễ trọng thể Kính Thánh Giuse tại nhà thờ Chính Tòa, Giáo phận Hải Phòng. Thiên Chúa đã làm những việc kỳ diệu qua những con người bình thường. Thánh cả Giuse mà chúng ta mừng kính hôm nay là một trong số những nhân chứng cho điều ấy. Đức Tổng Giuse ngỏ lời như thế với cộng đoàn trong thánh lễ Kính Thánh Giuse tại nhà thờ Chính Tòa, Giáo phận Hải Phòng vào lúc 9 giờ sáng ngày 17 tháng 3 năm 2020 vừa qua. Trước khi khởi đầu thánh lễ, cha Giuse Nguyễn Văn Thông đã thay lời gia đình, giáo phận chúc mừng người cha chung với những lời thân ái, thể hiện lòng hiếu thảo, yêu mến dành cho người mục tử đã không quản ngại gian khổ vì sức sống của đoàn chiên. Niềm vui ngày hồng phúc này cũng được gia tăng khi trong giáo phận có 37 cha mang thánh hiệu Giuse và 8 cha kỷ niệm thụ phong linh mục. Những lời chúc mừng cùng với sự hiện diện của cộng đoàn trong bối cảnh nhạy cảm mang đến một bầu không khí ấm áp, thân thương và làm cho cha cảm thấy rất xúc động, Đức Tổng bày tỏ tâm tình. Ngài không quên cảm ơn quý cha, quý tu sĩ và tất cả những ai chúc mừng và cầu nguyện cho Ngài nhân dịp mừng lễ bổn mạng này. Cùng với lời chúc mừng, Đức Tổng nhắn nhủ các linh mục hãy ý thức về món quà vô giá là thiên chức linh mục, để sống sao cho xứng đáng, hầu làm chỗ sinh hoa trái cho dân Chúa. Đã gần 20 năm qua, ngày lễ Thánh Giuse đã trở thành ngày sum họp gia đình giáo phận để chúc mừng và cầu nguyện cho người cha chung. Đây cũng là nghĩa cử của tình yêu mến dành cho vị mục tử và tình hiệp thông trong giáo phận. Thiên Chúa vẫn đang tiếp tục làm những điều kỳ diệu nơi hội thánh cũng như cuộc đời mỗi người. Với ý hướng đó, Đức Tổng mời gọi mọi người chúc tụng Thiên Chúa, tôn vinh Thánh Giuse và cầu nguyện cho giáo phận được hiệp nhất, thế giới được bình an trước đại dịch COVID-19 đang hoành hành dữ dội khắp nơi. Bản tin Công giáo Việt Nam đã kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.